Nóng, Kỳ Duyên, Minh Triệu đã đường ai nấy đi. Thông tin này chắc hẳn khiến người hâm mộ cặp đôi Kỳ Duyên, Minh Triệu vô cùng tiếc nuối. Sau khi tham gia chung chương trình truyền hình thực tế, Kỳ Duyên và Minh Triệu được dân mạng tích cực đẩy thuyền. Dù cả hai chưa lần nào chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm, nhưng qua những khoảnh khắc mà thám tử mạng soi được thì ai cũng chắc mồm cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên gần đây, Kỳ Duyên và Minh Triệu vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Nguồn cơn đến từ việc cả ai không đón Tết cùng nhau, việc làm thường niên của cặp đôi. Thêm vào đó, việc không xuất hiện cùng nhau và ít tương tác dần trên mạng xã hội khiến những đồn đoán của dân mạng càng trở nên có cơ sở. Sau khi tham gia chung chương trình truyền hình thực tế, Kỳ Duyên và Minh Triệu được dân mạng tích cực đẩy thuyền. Dù cả hai chưa lần nào chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm, nhưng qua những khoảnh khắc mà thám tử mạng soi được thì ai cũng chắc mồm cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Kỳ Duyên lần đầu nhắc Minh Triệu giữa nghi vấn trục trặc tình cảm đúng dịp Tết. Tuy nhiên gần đây, Kỳ Duyên và Minh Triệu vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Nguồn cơn đến từ việc cả ai không đón Tết cùng nhau, việc làm thường niên của cặp đôi. Thêm vào đó, việc không xuất hiện cùng nhau và ít tương tác dần trên mạng xã hội khiến những đồn đoán của dân mạng càng trở nên có cơ sở. Kỳ Duyên, Minh Triệu là cặp đôi được nhiều người tích cực đẩy thuyền. Cho đến ngày 25 tháng 2, Kỳ Duyên, Minh Triệu tung bộ ảnh tình tứ với loạt khoảnh khắc bên nhau sát sạt. Tưởng chừng đó là động thái dập tắt tin rạn nứt giữa cả hai, nhưng đáng tiếc thay đó là bộ ảnh cuối cùng đánh dấu cho sự dừng lại trong mối quan hệ của Kỳ Duyên, Minh Triệu. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, bộ ảnh mới nhất của Kỳ Duyên Minh Triệu được chụp trước khi cả hai đã đường ai nấy đi. Việc chia sẻ bộ ảnh đôi với hình ảnh của nhãn hàng thể hiện rõ bài đăng chỉ mang tính chất công việc. Một minh chứng chắc chắn cho sự tan vỡ này chính là theo một số agency quảng cáo uy tín cho biết phía Kỳ Duyên và Minh Triệu đã ngừng nhận và hủy các công việc liên quan đến nhau. Đây là động thái dễ hiểu bởi lẽ không chỉ Kỳ Duyên, Minh Triệu mà cặp đôi nào cũng sẽ gặp khó khi liên tục đụng mặt và làm việc chung dù đã rạn nứt. Gắn bó suốt thời gian dài, đồng hành cùng nhau trong suốt sự kiện từ lớn đến nhỏ nên hình ảnh chúng mình có nhau của Kỳ Duyên, Minh Triệu đã dần trở nên quen thuộc với công chúng. Có lẽ với người hâm mộ đẩy thuyền cho cặp đôi sẽ không khỏi tiếc nuối, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện, ai cũng sẽ có lý do riêng để quyết định dừng lại mối quan hệ thân thiết. Dù đã đường ai nấy đi nhưng nhiều người mong rằng nỗi buồn của Kỳ Duyên và Minh Triệu sẽ bay đi trên đôi cánh của thời gian như caption trong bộ ảnh cuối cùng mà cả hai viết cho nhau.